Nha Trang Ngày Về, tác giả Phạm Duy. Đây là một trong những tác phẩm rất hay của Phạm Duy, nói lên một cảnh đẹp chuyện tình của Nha Trang với sóng vỗ rì rào. Vậy chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc chậm nhẹ và trữ tình của Phạm Duy, Nha Trang Ngày Về.